Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một vị thuốc đông y cũng rất là hiệu quả, rất là hay mà gia đình mình đã từng sử dụng qua, đó là tràng vị khang. Thuốc này là có tác dụng là kháng khuẩn, chống viêm, chống co thắt, giảm đau, giảm tiết axit, dịch vị, chống loét, điều hòa chức năng sinh lý dạ dày ruột. Những ai mà bị chỉ định là đặc trị viêm đại tràng mãn tính, là có triệu chứng miệng đắng, ăn không ngon, buồn nôn, chướng hơi, đau bụng, mót rặn, đi ngoài phân nhão, đi chảy hoặc táo bón, nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn do nguyên nhân uống thức ăn sống lạnh, thức ăn kém vệ sinh gây bội nhiễm đường tiêu hóa, có triệu chứng tức bụng, bụng chướng, tiết tả, phân hôi thối, buồn nôn hoặc sốt, viêm dạ dày cấp và mãn tính, có triệu chứng đau bụng, nôn và buồn nôn ở chua. Thuốc này là gồm một hộp là 9 gói. Người lớn thì chúng ta ngày uống 2-3 lần, mỗi lần một gói. Trẻ em thì cũng ngày uống 2-3 lần, một lần nửa gói. Nói chung hầu hết các bệnh nào mà Tây y chữa được thì Đông y cũng có thuốc chữa. Chỉ có điều là Đông y chúng ta phải kiên trì uống lâu hơn. Nhưng mà thuốc Đông y chúng ta uống lâu dài thì không có sợ tác dụng phụ, không có sợ gây hại cho sức khỏe như là thuốc Tây. Thuốc Tây thì khi sử dụng phải hết sức thận trọng, bất cứ một loại thuốc Tây nào cũng có tác dụng phụ hết. Mà đặc biệt là hại gan và hại thận, hầu hết các loại thuốc tây đều đào thải qua đường gan thận. Bởi vậy chúng ta hãy ưu tiên người Việt dùng hàng Việt, nam dược trị nam nhân. Khi bệnh chúng ta hãy ưu tiên dùng thuốc đông y trước, còn khi nào mà thực sự cần thiết cần can thiệp bằng tây y thì chúng ta hãy can thiệp bằng tây y. Bởi vậy, sức khỏe là vàng. Người thầy thuốc tốt nhất cho bạn chính là bản thân của bạn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Không ai có thể hiểu rõ sức khỏe của chính bản thân mình, cơ thể mình bằng chính mình. Bởi vậy, khi còn sức khỏe, chúng ta hãy cố gắng sống một lối sống lành mạnh. Ăn uống ngủ nghỉ điều độ, thuận theo tự nhiên. Đúng giờ đúng giấc, hạn chế không ăn khuya, không thức khuya, không dùng thực phẩm có hại cho sức khỏe như rượu, bia, cà phê, thuốc lá, không dùng những thực phẩm công nghiệp đóng hộp, những thực phẩm đóng hộp, đóng chai, đóng lon, bánh kẹo, nước ngọt, sô cô la. Ăn uống được theo lối dưỡng sinh là tốt nhất, giữ tâm trí thanh tịnh, rèn luyện thân thể. Có như vậy chúng ta sẽ có một sức khỏe tốt, bền bỉ lâu dài theo thời gian, theo năm tháng. Và chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống, bên gia đình và người thân. Chào mọi người.